do bán xăng kém chất lượng, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tín Đạt ở xã Đờ Rây Bờ Hăng, huyện Chư Quynh, tỉnh Đắk Lắk do bà Đinh Thị Liên làm chủ vừa bị tước giấy phép 2 tháng và phạt hơn 150 triệu đồng theo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh này. Cơ quan chức năng xác định doanh nghiệp nói trên đã bán xăng RON A95 với chất lượng không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật. Ngoài phạt tiền, doanh nghiệp này còn bị tước quyền sử dụng giấy chứng nhận cửa hàng bán lẻ xăng dầu trong thời gian 2 tháng và buộc thu hồi tái chế sản phẩm hàng hóa gần 1.200 lít xăng. Trước đó, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Sở Khoa học Công nghệ tỉnh kiểm tra đột xuất tại điểm bán lẻ xăng dầu của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tín Đạt. Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện trong bồn chứa của cây xăng còn gần 1.200 lít xăng RON A95 không có nguồn gốc hợp pháp. Lực lượng chức năng đã lấy mẫu giám định, kết quả cho thấy chất lượng của toàn bộ số xăng trên không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. Theo hóa đơn, số lượng xăng kém chất lượng mà doanh nghiệp này đã bán ra thị trường là trên 2.000 lít.